Không phá lại nó mất cái gì? Còn gì đưa nữa? Nói sáng ngày hôm nay thì vợ chồng mất ba đi chợ mua sắm Tết. Mày giữ xe lại rồi hả? Dạ, nó quay bắt ba đi chợ mua bông hoa nè. Tụt quần nè. Bỏ điện thoại nhiều tụt quần rồi. Rồi mua bình bông trước đi. Hai ơi bán đồ hai cái đi. Đây còn hai cái này mua cái bình uống nước trà luôn đi. Nắp đời trời. Cái ly hương nữa. Hai bà có bán tách nhỏ nhỏ mà để chân bạn Thiên không? Trời ơi, có cái đó rồi. Năm nay phải mua quá trời. Buôn lố ly nhỏ luôn đi. Này củ sắn ngon quá trời luôn nè. Wow. Rồi rồi. Con coi rồi. Rồi để hai nắng ngoài cho. Nhớm rồi. Thì bự cũng được. Bữa nay là sáng ngày 29 à, cũng là cái phiên chợ cuối rồi cô chú anh chị. Mọi người cũng tranh thủ đi mua sắm Tết à, về để mà làm đồ ăn cúng tổ tiên. Ngày mai nữa là mọi người cũng hạn chế đi chợ. Trời. À, là ra trời. Đẹp quá nhìn hết gà. Dữ. Chút uống cà phê nha cha. Uống về không? Đây con. Mà bỏ vô cái hộp coi cái hộp đâu. Ai đậu chiếc xe ác rồi trời đi cũng được. Nó chiếc xe của em đó đó. Thấy không? Con của bà. Tiền nay có đi chợ không? Mua vậy? Bán dầu thơm không mua chai. Rồi bác bao hôm nay mua dầu thơm đó hả? Đặng mốt đi đâu xịt mà. Ai vậy? Dầu thơm thứ nào mà. Dạ mắc ba. Bánh mất cho hoài vậy mẹ. Vậy? Anh mua chai dầu thơm nữa đó đó hả? Ừ. Rồi bác ba bữa nay mua dầu thơm đó kìa. Hả? Ừ, mua cho vợ hả? Vợ mua mua gì? Mua đây dầu thơm đây. Mua gì mình chị đi. Mua đây, cảm ơn. Kem sức mặt ha. Sức mặt đi, sức cho nó đẹp được nha. Có bán cái kè tóc không? Mua tặng cho vợ một cái đi. Kiếm họ đi kiếm. Hỏi chị này nè. Chị có bán cài tóc không? Có. Lấy cây luôn đi. Mẹ lấy cây cài tóc rồi mẹ ơi. Cái kè tóc á, kè tóc suốt lên á. Coi xuống hai quần dữ ha. Hôm nay giờ bác ba với lại bác ba đi chợ mua bông, mua bình về để mà trưng trên bàn thờ đó. Rồi sẵn tiện ghé vô trong cái cửa hàng mỹ phẩm đó, mua dầu thơm rồi
mua kem để cho vợ bác ba sức luôn. Đó. Sao? Cái đó tắm trắng đây. Hả? Đang chạy. Dọn. Mua hết tiền thôi. Đại gia đâu? Ba đại gia đó nhiều. Hôm nay bác ba mua mỹ phẩm tặng cho vợ à. Wow. Thôi chị ơi, em thấy nào. Muốn căn màu nào? Muốn màu nào? Màu xanh đi. Rồi, cây 5.000 xài lên luôn, cứ đứt đi quay thôi. Cây. Okay. Tài nó cho vợ coi. Gì chứ, để mấy tóc bít mắt. Biết à. Đó. Rồi, đã không ta, đẹp không ta? Thôi về nhà cài luôn đi nè. Đẹp không bác ba? Rồi hai quấn này con ơi. Bà ly bà lấy chưa trời. Rồi đồ nhiều quá. Còn chục ly đâu. Gì hai hồi nãy bà kêu con cái gì? Trời ơi cái gì nói nhỏ nữa. Nó lớn đại nói nhỏ làm chi. Con mua lâu lắm rồi mấy mấy ngàn có hai cho. Mấy cái bịch. Thôi thần ơi con ở riêng rồi. Bỏ đi không có nói nữa. Con ở riêng rồi không ở chung nữa. Nhà là lấy cái bịch thần lèo nè. Ờ lấy bịch thần lèo. Vậy chân bằng thờ chân bằng Phật hả? Về bài ra dĩa đồ cúng rồi chứ anh. Ừ mua có bán cái hộp đựng bánh kẹo gì không hai? Bắt luôn. 30 mình đi qua một kiếm mua bông đi. Rồi có mua bông rồi đi mua đi. Cảm ơn anh. Có gì đâu. Xuống đây mua mà. Ở đâu bán bông trời. Mua bông ở ngoài đó đó. Dạ. Tại bây giờ thì bác ba cũng đang đi vô trong cái trung tâm chợ ở phía sau. Hàng bông à. Bán bông gì đâu trời. Bông bọt 35.000 cái 300, quần tây 80.000, quần cây đi sổ 500, áo khoác 35. Mua đồ qua bên kia kìa. Quần xà lỏng quần bọt 35.000 cái 300, quần tây 80.000. Mua cái quần cho anh nói gì á. Quần tây sổ 100, áo khoác 35, 3 cái 100 quẹo lộ mấy chị ơi. Ở đây bỏ trọng đi lại mua lựa đồ đây kìa. Mua đồ hả? Mua đi. Ui, chiều em mới về được chẳng dạng á đi mất công chuyện rồi. Ờ
chợ nó hết tiền luôn. Này chị, 200 không gần. Dạ anh, mà anh không biết, nó mặt nó biết. À, cái bếp ga của bác Ba đó hồi đợt rồi lúc mà mới làm nhà đó thì cũng được người khác cho, thì bây giờ nó cũng khá là cũ và cái độ cháy của nó cũng khá là yếu, cho nên đó là mấy anh em đi chợ cũng mua cái bếp mới rồi, ngày hôm nay bác Ba gắn vô để thay thế cái bếp này. Dạ, còn về cái số tiền mà mình mua bếp ga rồi cái ấm điện và những cái thứ khác cho bác Ba đó thì mình sẽ công bố video mà hỗ trợ cái đường dây điện cho bác Ba đó. Ủa bữa đó mình mua cái kệ nhỏ quá để không đủ hả bác Ba? Không hết, để nhà dưới. Anh làm bữa nào bà bán cho đưa có, bà đưa có bà cùng. Đang quay phim mà chu cái đứt rồi đây. Cái bếp ga kia nó cũ quá là yếu hả bác Ba? Anh nói là cái bếp ga cũ đó là ai cho? Ông cậu mày ngộ, bạn cậu Tám. Bạn cậu Tám hả? Bán công dây vô đi. Ấm điện mở ra nấu nước xài chưa? Nấu rồi. Im không? Im. Nãy nghe chị Hai gì chưa? Chị Hai ngoài ngoài á. Chưa đâu, thấy đóng cửa rồi. Bả không có bò chó, anh có bò chó đâu ở vậy. Rồi bác Ba cảm ơn cô Vũ Thọ đi hỗ trợ đường dây điện cho anh, với lại mua vật dụng rồi bếp ga và những thứ khác cho anh đó. Xin cảm ơn cô Vũ Thọ đã tặng con đường dây điện với đồng hồ
với đồ vật dụng trong nhà, bếp ga, ấm nước điện. Con xin chúc cô và Thọ làm ăn gì được nấy, chúc cô và Thọ ăn Tết vui vẻ. Con xin cảm ơn. Con gà luôn. Gỡ ra thôi, nó nóng, nó nóng cái nó rồi nó chảy ra. Rồi để dĩ lên bật lên thử coi cháy tốt không. Mạnh không? Mạnh hơn bếp cũ hơn không? Xài ngày tủ lạnh vợ chồng có mua đồ ăn gì nhiều bà bỏ trong đây không? Rồi dưa hấu nè, cắt dưa hấu ăn anh. Dạ nhặt đồ giặt đi. Nè có miếng cắt sẵn nè. Lấy miếng này em ăn luôn. Bỏ thùng lên đó cắt luôn hả? Bữa đó thì mình mua cái kệ cho bác ba đựng gia vị á, hình như là cái kệ nhỏ quá, bác ba đựng không có hết. Đựng được một mớ thôi. Đó, hôm nay là mùng 2 Tết á cô chú anh chị, nhà bác ba thì cũng vẫn im lìm. Năm nay do dịch bệnh á, à, mọi người ăn Tết cũng không có được nhiều đó, này cho nên là đi chỗ này chỗ kia rồi đó, ai cũng ăn Tết rất là nhỏ, mà hầu như là ở ngoài đường cũng ít người đi, này chủ yếu là mọi người đi tới nhà của ông bà thắp nhang là chính, còn vui chơi thì rất là ít. Dạ em cũng xin kết thúc video đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo ạ.